Và một ngày nắng đẹp, Alice và chị cô ra ngoài đi dạo trên những cánh đồng. Chị của Alice đang đọc một cuốn sách. Chính vì vậy nên Alice rất buồn chán. Ngay khi cô đang suy nghĩ là cô nên làm gì cho vui, thì một con thỏ trắng chạy ngang qua. Con thỏ đang tự nói với bản thân. Alice rất kinh ngạc vì cô chưa bao giờ thấy một con thỏ biết nói trước đây. Con thỏ lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi và sau đó: Ôi không, tôi sắp bị mù mắt rồi. Chú thỏ nói trong vội vã. Alice rất ấn tượng với những gì cô thấy, nên tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô chạy theo con thỏ. Con thỏ chạy vào trong cái hang trên một thân cây, và Alice chạy theo con thỏ bước vào cái hang đó. Bỗng nhiên, cô thấy mình đang rơi xuống một cái giếng. Cái giếng thì rất sâu, và Alice giữ cho mình rơi chậm chậm lại. Trong khi rơi xuống, cô gái nhỏ thấy những bức tranh, những tủ quần áo và các kệ sách. Alice thấy như cô đang đi vòng quanh thế giới. Cuối cùng, cô rơi xuống một bề mặt mềm mại. Cô thấy có một hành lang dài ngay trước mặt cô. Alice đứng dậy và bắt đầu bước đi. Cô thấy nhiều cánh cửa bị khóa dọc theo hành lang và con thỏ biến mất. Alice sợ rằng cô không còn cách nào để có thể ra khỏi đây. Ngay lúc này, cô thấy một chiếc chìa khóa bằng vàng nhỏ trên một cái bàn ba chân nhỏ ngay cạnh cô. Cô lấy chìa khóa và cố gắng mở tất cả các cánh cửa bị khóa, nhưng chìa khóa thì quá nhỏ so với các cánh cửa. Buồn bã nhìn xung quanh, Alice nhận ra rằng có một cánh cửa nhỏ khác nằm phía sau bức màn. Khi cô bỏ chìa khóa vào ổ khóa, thì cánh cửa ngay lập tức mở ra. Alice đã rất vui khi cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa có một khu vườn tuyệt đẹp. Nhưng vì không chui lọt qua cánh cửa, nên Alice không thể bước ra ngoài. Sau khi cô quay lại nơi cái bàn phía trong, cô thấy có một cái lọ có nhãn ghi: Hãy uống tôi trên đó. Alice cầm cái lọ và bắt đầu uống. Khi cô uống thứ chất lỏng đó, cô bắt đầu thu nhỏ lại. Và cô nhỏ lại đến mức mà cô đã nghĩ là cô đã có thể chui lọt cánh cửa. Nhưng khi cô quay lại lấy chìa khóa, cô nhận ra rằng cô đã trở nên quá nhỏ để cô có thể với lên được chỗ cái bàn. Cô bắt đầu khóc. Và lúc đó, cô thấy một cái bánh ngọt trên sàn nhà. Chiếc bánh có ghi nhãn là Hãy ăn tôi. Vì tò mò, Alice cắn một miếng từ chiếc bánh ngọt. Và ngay lúc đó, cô bắt đầu lớn lên trở lại. Bây giờ cô có thể lấy chìa khóa, nhưng lại quá lớn để có thể chui lọt qua cánh cửa. Alice quá mệt mỏi, không còn chút hy vọng, cô lại bắt đầu khóc. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô, bắt đầu tạo nên một vùng nước lớn mà chảy xuống đến cuối hành lang. Bỗng nhiên con thỏ trắng chạy ngang qua cô một cách vội vàng. Alice gọi: Cậu ơi, làm ơn, chờ một chút, xin hãy giúp tôi. Con thỏ chạy đi rất nhanh, thậm chí là không nhìn tới Alice. Nhưng trong khi chạy, nó đánh rơi đôi găng tay và cái quạt. Alice nhặt đồ của nó lên từ trên sàn nhà. Và khi cô bắt đầu quạt vào người, cô lại bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay lúc này, cô trượt chân và té vào vũng nước. Alice và rất nhiều con vật khác đang bơi trong nước bắt đầu bị cuốn ra phía trước ở trên bờ. Khi mọi người lên bờ, mọi người đều bị ướt, và Alice nhìn thấy con thỏ lần nữa. Lúc này con thỏ nghĩ cô là người hầu của nó và yêu cầu cô lấy cho nó đôi găng tay và cái quạt ở trong nhà nó. Alice đến nhà của con thỏ trong khu rừng. Khi cô bước vào, cô lập tức tìm thấy đôi găng tay và cái quạt. Nhưng ngay lúc đó, cô lại thấy một cái lọ khác ở trên bàn. Cô với lấy cái lọ và nghĩ rằng nếu mình uống cái này, chắc là mình sẽ trở lại bình thường.
Cô lấy cái lọ và uống hết chất lỏng trong đó. Thay vì trở nên bình thường, cô trở nên to lớn. Cô thậm chí là không thể di chuyển được trong căn nhà. Mình phải làm gì bây giờ? Làm sao mình ra khỏi đây được? Cũng trong lúc đó, con thỏ đợi Alice một cách rốt ruột. Vì sợ Alice, các con vật bắt đầu ném đá vào nhà, làm vỡ cửa sổ. Những hòn đá rớt xuống cạnh Alice bắt đầu trở thành những chiếc bánh nhỏ. Khi Alice bắt đầu ăn những chiếc bánh này, cô bắt đầu thu nhỏ lại lần nữa và tính đi ra khỏi căn nhà. Nhưng lúc này, không may là cô trở nên quá nhỏ. Alice bất hạnh trở nên tí hon, cô bị lạc giữa những bụi cây nhỏ trong cánh rừng. Cô bắt đầu nghĩ về việc cô sẽ có thể làm gì để trở lại như người bình thường. Ngay lúc đó, cô thấy một con chó con cách đó không xa. Khi cô gọi con chó con lại để vỗ về nó, cô nhận ra là cô đã nhỏ như thế nào khi cô đến gần bên con chó. Cô gần như bị đè bẹp dưới chân của con chó. Khi cô đang chạy, cô vấp vào lên một cây nấm. Có một con sâu bướm màu xanh phía trên cây nấm. Cô hỏi con sâu bướm là làm thế nào để cô trở lại như bình thường được. Con sâu bướm trả lời một cách thông thái. Một bên của cây nấm mà tôi đang đứng sẽ làm cho cô lớn lên, và bên còn lại sẽ làm cho cô nhỏ lại. Alice lấy một miếng nhỏ từ cây nấm và đưa nó vào trong miệng. Ngay lúc đó, cô trở nên rất lớn, đến nỗi mà cô thậm chí còn không nhìn thấy được chân của mình. Để trở lại với kích thước bình thường, lúc này cô lấy một miếng nhỏ ở bên kia. Vì ăn với số lượng khác nhau từ cả hai bên của cây nấm, cô khiến cho mình trở lại được kích thước cơ thể như bình thường. Cô lấy mỗi bên mỗi miếng nhỏ và cầm lấy chúng trên tay. Trong khi đi bộ, cô đi ngang qua một căn nhà tí hon. Nhưng để có thể bước vào đó, cô phải thu nhỏ trở lại lần nữa. Bằng việc ăn một miếng nấm, cô bắt đầu thu nhỏ trở lại. Khi cô bước vào căn nhà, Alice thấy chính mình trong một căn bếp. Ngay chính giữa căn bếp, có một bà vợ công tước bế một em bé trong vòng tay của bà. Và trên sàn nhà, một con mèo đang nhìn Alice mỉm cười. Đây chính là lần đầu tiên Alice nhìn thấy con mèo mỉm cười, nên cô tò mò hỏi. Tại sao con mèo lại cười như vậy? Bởi vì đó là con mèo Cheshire. Vợ công tước trả lời. Ngay lúc đó, con mèo trở nên vô hình và đứa bé trên tay người vợ công tước bắt đầu khóc. Bà vợ công tước cho đứa bé cho Alice. Cô hãy đung đưa em bé và dỗ dành cho em bé nín nhé. Ta sẽ đi chơi croquet với hoàng hậu. Alice nhận lấy đứa bé và bắt đầu đung đưa đứa trẻ. Bỗng nhiên con mèo Cheshire xuất hiện lần nữa và mỉm cười lần nữa, nói với Alice. Cô cần đi tìm Manhattan và Mate. Nhưng cô hãy cẩn thận, cả hai đều điên khùng. Ngay sau khi trao đổi chút xíu, mèo Cheshire biến mất lần nữa. Alice hét một cách giận dữ vào con mèo. Đừng biến mất và lại xuất hiện lại nữa, cậu làm tôi điên mất đây này. Mèo Cheshire xuất hiện lại mỉm cười lần nữa. Được rồi, vậy thì tôi sẽ biến mất từ từ. Bắt đầu từ cái đuôi, mèo Cheshire bắt đầu biến mất lần nữa, chỉ còn lại mỗi cái mặt. Alice bước ra khỏi nhà, và trong một thời gian ngắn, cô tìm được nhà của Mad Hatter. Mad Hatter đang uống trà với Mad Hatter dưới một gốc cây. Mad Hatter đặt một ít cỏ khô giữa đôi tai. Alice không hiểu tại sao nó lại đặt cỏ khô ở giữa hai tay. Và Mad Hatter có một chiếc mũ ở trên đầu. Con chuột ở giữa họ với cái đầu thả lỏng ở trên bàn thì đang ngủ. Và cả hai đều gác tai lên mình con chuột như một cái gối kê. Khi họ thấy Alice đến, họ phản đối, nói rằng không có chỗ còn trống. Không, còn rất nhiều chỗ, Alice nói. Mad Hatter hỏi Alice. Sao, cô nghĩ rằng con quạ trông giống cái bàn à? Sao ông nghĩ vậy? Ta không biết.
Alex thật sự chán ngán với những điều ngu ngốc và những trò đùa khiếm nhã của Mad Hatter và Butch Hare. Cô nói, đây là cuộc gặp gỡ ngu ngốc nhất mà ta từng tham gia và bỏ đi. Alex nhìn thấy một cánh cửa trên một thân cây. Khi cô bước vào, cô tìm thấy một chiếc chìa khóa bằng vàng. Chiếc chìa khóa vàng đã mở được cửa đến khu vườn xinh đẹp. Bước vào khu vườn, Alice đã rất ngạc nhiên. Người làm vườn của Hoàng hậu Cơ đang sơn tất cả các hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ. Và tất cả mọi người trông giống như những lá bài. Alice hỏi, tôi tò mò, cho anh lại sơn tất cả hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ. Và người thợ làm vườn trả lời, Hoàng hậu muốn hoa hồng đỏ, nhưng chúng tôi sơ ý đã trồng toàn hoa hồng trắng. Nếu như hoàng hậu mà biết được, bà ta sẽ giật đầu chúng tôi. Ngay lúc đó, hoàng hậu Cơ đến khu vườn. Những người lính cạnh bà cũng đều trong hình hài của những lá bài. Hoàng hậu Cơ mời cô gái lạ mặt mà bà gặp lần đầu tiên chơi croquet. Alice chưa bao giờ thấy kiểu chơi croquet như vậy trước đây. Những con nhím là những quả bóng và chim hồng hạc là những cái gậy croquet. Trong lúc đang chơi, những người chơi bắt đầu đánh nhau và ném những con nhím vào nhau. Hoàng hậu rất bối rối trong tình huống này. Bà bất ngờ dậm mạnh chân bà xuống sàn nhà và hét lên giận dữ, chặn đầu tất cả những người chơi nào đánh nhau. Hoàng hậu Cơ đã rất giận dữ. Bà hủy bữa tiệc croquet. Và bất ngờ có một giọng nói lớn, buổi xét xử bắt đầu. Mọi người bắt đầu chạy đến phía trước cung điện. Buổi xét xử được tổ chức cho gã Jacker, người mà được cho là ăn trộm bánh từ trong bếp của hoàng hậu. Hoàng hậu không thể bắt được Jacker khi chuyện xảy ra, vì vậy bà không thể trừng phạt cậu ta. Jacker đã bị bắt vào tù trong lúc khi xét xử gã. Còn thỏ trắng bắt đầu đọc từ một cuộn giấy mà nó đang cầm. Vào một ngày mùa hè đẹp trời, hoàng hậu Cơ của chúng ta có những chiếc bánh nướng thật thơm ngon và Jacker đang cắp những chiếc bánh đó. Nhà vua hét lên từ chỗ ngồi, cho gọi nhân chứng thứ nhất. Nhân chứng thứ nhất là Mad Hatter. Khi Mad Hatter bắt đầu nói như một nhân chứng đứng trước mặt nhà vua, Alice bỗng nhiên bắt đầu lớn lên. Con thỏ trắng thông báo rằng đã đến giờ Alice đứng lên làm nhân chứng. Nghe thấy tên mình được gọi, Alice ngay lập tức đứng lên, quên mất mình đã lớn lên và váy của cô đã làm rối chỗ đứng của bồi thẩm đoàn. Cô quay lại đứng sang phía lên trên, làm cho các thành viên của buổi xét xử té xuống sàn nhà. Hoàng hậu yêu cầu Alice kể về mọi thứ mà cô biết. Tôi không biết gì cả, Alice trả lời. Hoàng hậu điên tiết lên, hét lên, cô không biết ư? Chặt đầu nó luôn cho ta. Và Alice trả lời một cách dũng cảm, tôi không quan tâm đến lệnh của bà. Bà không phải là hoàng hậu của tôi, và vì vậy bà không làm được gì tôi cả. Ngay khi Alice nói điều đó, nhà vua, hoàng hậu và tất cả những lá bài bắt đầu bay về phía trước Alice. Alice hét lên và cô cố gắng bắt lấy họ. Tất cả rung chuyển tạo nên một vòng xoáy lớn với các lá bài xung quanh Alice, hút cô vào bên trong và nâng cô bay lên. Và cuối cùng với những lá cây xung quanh cô, cô thấy mình lại đang ở trên cánh đồng. Chị cô gọi cô, Alice, thôi nào, thức dậy đi. Khi Alice tỉnh giấc, cô nhận ra rằng mọi thứ xảy ra là trong một giấc mơ. Oh wow, tất cả chỉ là một giấc mơ. Và đúng thật là một giấc mơ tuyệt vời. Này chị ơi, hãy để em kể chị nghe về giấc mơ của em. Chị biết không, có một con thỏ trắng. Thumbelina, ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ. Mặc dù họ rất muốn có một đứa con, vậy là đủ với họ, nhưng vẫn không có được. Một ngày kia, người vợ đến gặp bà phù thủy già và nói rằng cô muốn có một đứa con. Đừng buồn, cô gái của ta ơi. Có chí thì nên mà, sẽ có cách thôi con à. Hãy cầm lấy hạt giống này, gieo nó vào một cái chậu và chờ đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Người vợ rất vui và mỉm cười cảm ơn bà phù thủy. Để đền đáp cho điều kỳ diệu đó, cô gửi lại bà phù thủy một ít tiền.
Ngay sau đó, cô đi thẳng một mạch về nhà và trồng hạt giống vào trong chậu. Hết sức kiên nhẫn, cô bắt đầu mong đợi ở bên cạnh cái chậu. Không lâu sau đó, một bông hoa tựa như hoa tulip lớn mọc lên. Lúc đó, cô thầm nghĩ, thật là một bông hoa tuyệt đẹp. Khi những cánh hoa chưa nở, cô với lấy bông hoa và hôn lên bông hoa này. Không lâu sau đó, những cánh hoa bắt đầu nở. Phía trong bông hoa có một em bé đang ngồi trong đó. Cô rất bối rối, bế lấy bé gái rất nhỏ nhắn trên đôi bàn tay. Con là một đứa bé quá nhỏ nhắn. Nên ta đặt tên con là Thumbelina. Cô làm cho Thumbelina một cái nôi bằng vỏ quả ốc chó. Nệm thì lấy từ một chiếc lá màu tím và mền thì làm từ mấy cánh hoa hồng. Thumbelina dường như thích nghi với cuộc sống mới rất dễ dàng. Vào buổi tối, cô bé ngủ trên chiếc giường được làm riêng cho cô bé. Và ban ngày thì cô bé chơi trên bàn và hát hò. Một đêm nọ, khi Thumbelina đang ngủ trên giường, thì một con ếch xấu xí xuất hiện từ bên cạnh cửa sổ. Nó thấy cô bé tí hon đang ngủ trên chiếc củi làm từ quả ốc chó. Ấp ấp, ôi trời ơi, cô bé tí hon thật là xinh đẹp. Cô bé này sẽ là người bạn tốt của con trai ta đây. Nhanh như cắt, con ếch cắp lấy cái nôi quả ốc chó và nhảy ra khỏi cửa sổ. Ngay bên cạnh căn nhà có một cái đầm lầy. Căn nhà của con ếch xấu xí và đứa con trai thì ở ngay trong đầm lầy này. Con trai của con ếch xấu xí thì cũng xấu y chang như cha nó. Khi nó thấy cô bé tí hon mà cha ếch đã mang về cho nó rống to lên hết mức. Ấp ấp, ấp ấp. Đừng có kêu nữa, con làm cô bé thức giấc bây giờ. Con bé mà thức giấc thì nó sẽ sợ mất vía mà chạy trốn mất. Ấp ấp. Hai cha con ếch quyết định làm cho cô bé tí hon một nơi để cô bé ở lại. Ếch cha nảy ra một ý kiến hay. Hãy để cô bé tí hon trên một chiếc lá hoa súng đặt trên dòng nước. Nếu như toàn là nước xung quanh, thì cô bé khó mà chạy trốn được con trai à. Ếch cha đưa Thumbelina mang cả cái củi, đặt trên một chiếc lá hoa súng. Vào buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống lung linh, thì Thumbelina thức giấc. Và khi thấy mình đang không còn ở nhà và thấy xung quanh toàn là nước, thì cô thật sự sợ hãi và bắt đầu khóc. Mình đang ở đâu thế này? Hai cha con ếch nhảy tới bên chỗ Thumbelina. Đây là bạn mới của con. Ta chuẩn bị cho con một căn nhà mới rồi, ở rất sâu dưới nước trong đầm lầy này. Hai cha con ếch lấy cái nôi làm bằng vỏ ốc chó của Thumbelina mang ra khỏi chỗ của cô bé đang đứng trên chiếc lá. Ngay lúc này, một vài chú cá đỏ đang bơi dọc theo đó. Chúng nghe thấy chuyện con ếch xấu xí đã nói. Chúng không thể chịu đựng được ý tưởng của con ếch xấu xí đã vạch ra cho cô bé xinh đẹp như Thumbelina. Đừng lo, cô gái bé nhỏ, chúng ta sẽ tìm cách cứu em. Chúng cùng với nhau gặm vào thân của chiếc lá súng, chỗ cô bé tí hon đang ngồi trên đó và gặm đứt nó. Một mình cô bé trên chiếc lá xuôi theo dòng nước hiện tại và tìm cách trốn thoát. Cùng chiếc lá xanh xuôi theo dòng chảy hiện tại, những chú chim nhìn theo cô bé một cách ngưỡng mộ. Wow, cô bé tí hon thật là xinh đẹp. Khi đang trên đường đi, cô băng ngang qua một con bọ khá lớn. Nó bắt lấy cô nhanh như cắt và đặt cô trên một cái cây. Thấy mình đang ở trên cây, Thumbelina rất sợ hãi. Ông là loài bọ gì vậy? Sao ông lại đưa tôi tới đây? Tôi là loài bọ da. Trước giờ ta chưa từng thấy loài nào như cô, nên ta muốn các bạn bè ta được nhìn thấy cô. Sau đó, rất nhiều con bọ da khác cùng ở trên cây đến xung quanh đó để gặp Thumbelina. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng các con bọ da đều ganh tị với sắc đẹp của cô bé tí hon. Cô là loài sinh vật kỳ lạ. Trông thật là yếu ớt, thậm chí cô ta còn không có cánh kìa. Thật là xấu xí, anh thử nhìn vào mặt cô ta mà xem. Cô có thể tự do đi đâu mà cô muốn. Chúng tôi không muốn thấy một sinh vật quá xấu xí như vậy ở gần chúng tôi.
Thumbelina trải qua cả mùa hè một mình. Cô bé vượt qua đói khát bằng cách uống nước trên các bông hoa. Thời gian dài trôi qua và thời tiết bắt đầu lạnh giá. Vì cô bé toàn mặc quần áo mùa hè nên cô bé bắt đầu cảm thấy lạnh. Một cánh đồng xuất hiện ở đằng xa. Cánh đồng này toàn là rơm rạ. Sau khi đi dọc theo cánh đồng, Thumbelina quyết định bước xuống cánh đồng. Phía dưới đống rơm, cô đã tìm thấy nhà của chuột đồng. Đây là cơ hội để tìm ít thức ăn, nên Thumbelina gõ cửa nhà chuột đồng và hỏi xin một ít lúa mạch. Chuột đồng tốt bụng mời cô vào nhà. Cô bước vào nhà ngay và ăn hết thức ăn mà chuột đồng đưa ra cho cô. Con chuột đồng rất mến Thumbelina. Nếu cô kể chuyện cho ta nghe mỗi ngày, thì ta sẽ cho phép cô ở lại đây cho đến hết mùa đông. Thumbelina vui vẻ đồng ý lời đề nghị của chuột đồng. Hôm nay ông hàng xóm của ta sẽ đến đây. Ông ta giàu có hơn ta. Nếu cô đi cùng ông ta thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà ông ta khá là xấu xí đó. Cô phải kể cho ông ta nghe những câu chuyện cổ tích hay nhất nhé. Và sẽ được ở lại với ông ta mãi mãi. Một lát sau đó, phía đằng sau lớp lông tím của chuột đồng xuất hiện một con chuột cống. Thumbelina không có mấy cảm tình với chuột cống, nhưng không muốn làm chuột đồng thất vọng, nên cô đồng ý hát một bài hát cho chuột cống. Bay đi, cô gái bọ, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai. Và mai mẹ sẽ mua cho cô giày và cả quần áo mới. Mặc dù ông ta không nhìn thấy gì cả, nhưng chuột cống cảm thấy rất thích Thumbelina và quyết định đưa Thumbelina về nhà. Ta đã làm các con đường này bằng cách đào một cái hố và làm thành đường hầm. Nếu cô có thể đi cùng đường với ta, thì ta sẽ chỉ cho cô nhà của ta. Thumbelina ngần ngại trước khi đi. Thấy chuột đồng gật đầu, nên Thumbelina cũng đồng ý lời đề nghị của chuột đồng. Họ đi theo đường riêng. Trong lúc đó, họ thấy một chú chim nhạn nằm trên đường với đôi cánh xoải ra bên cạnh và chân nếp vào dưới lông. Lúc nãy ta không thấy con chim này ở đây. Hình như nó mới bị rơi xuống hố đó. Thumbelina nhớ về chú chim trong rừng khi chúng vây quanh cô bé. Cô không thể giang tay ra giúp đỡ chú chim trong tình cảnh này nên rất buồn. Lỡ khi chuột đồng và chuột cống không để ý, cô quay lại chỗ chú chim nhạn và hôn lên nó. Chú chim này có thể là một trong những chú chim hót líu lo trong suốt mùa hè đây. Nếu vậy thì ta mang ơn chú chim này lắm. Nhanh nào Thumbelina, chúng ta đang chờ cô đó. Đêm đó cô bé không chợp mắt được. Cô làm một cái chăn bằng rơm, đi đến chỗ hành lang và đắp cho chú chim nhạn. Cô nhúng ướt chiếc lá bạc hà là chiếc mền của cô và đắp lên đầu chim nhạn. Nhanh nhanh khỏe lại nha, con chim nhỏ. Những ngày sau đó, Thumbelina đi tới và trông chừng chim nhạn và xem chim nhạn có còn mở mắt nữa không. Tôi không biết nói sao để cảm ơn cô. Cô đã chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ từ từ bình phục mà thôi. Khi tôi hoàn toàn bình phục rồi, tôi sẽ đến chỗ các bạn của tôi ở vùng đất ấm áp hơn. Ở ngoài trời lạnh lắm, cậu nên nghỉ ngơi ở nơi ấm áp này và từ từ bình phục. Sau khi khuyên chim nhạn, Thumbelina mang cho chim nhạn một ít nước từ cánh hoa hồng và giúp nó uống nước. Sau đó cô nghe chim nhạn kể chuyện đôi cánh của chim nhạn đập vào bụi cây. Con chim nhạn đang bay, cố gắng bay nhanh như các bạn nên chim nhạn thấy mệt và té xuống. Cuối cùng mùa xuân cũng tới và mặt trời lại bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Chim nhạn biết rằng đã đến lúc phải tạm biệt Thumbelina. Cô có muốn đi cùng tôi đến chỗ khu rừng nhiệt đới không? Tôi rất muốn đi cùng anh, nhưng người bạn chuột đồng sẽ rất buồn nếu tôi rời bỏ cô ấy. Vậy thì phải tạm biệt cô rồi Thumbelina, hy vọng có một ngày nào đó có thể được gặp lại cô. Thumbelina đậm nước mắt trông theo chim nhạn bay xa. Khi mùa hè sắp tới, Thumbelina bắt đầu thấy lo lắng. Mùa hè đến rồi, và bây giờ chuột cống lông tím muốn kết hôn với cô. Chúng ta nên
chuẩn bị một số quần áo đẹp thôi. Trong suốt mùa đông trôi qua, cô đã sẵn sàng sống với chúng ta dưới lòng đất rồi, Thumbelina. Trước khi Thumbelina bắt đầu cuộc sống của mình dưới mặt đất lạnh lẽo và tối tăm, cô bước ra ngoài lần cuối cùng để nhìn thấy ánh mặt trời. Ngay lúc cô bé vừa bước ra, thì cô nghe thấy tiếng chim hót trên đầu. Khi cô bé quay đầu lại, thì thấy chú chim nhạn mà cô rất yêu mến. Thumbelina nói với chim nhạn rằng cô chuẩn bị phải cưới chuột cống và cô phải sống dưới lòng đất mà không có chút ánh nắng mặt trời. Mùa đông gần tới rồi. Bọn tớ đang chuẩn bị đi về nơi ấm áp hơn. Hãy đi với chúng tớ và cứu lấy cuộc sống của mình nhé. Tớ sẽ cho cậu ngồi trên lưng. Lúc này Thumbelina đồng ý lời đề nghị của chim nhạn và nó đưa Thumbelina đi. Thumbelina và chim nhạn bay qua khu rừng nhiệt đới có biển, những ngọn núi bị tuyết bao phủ. Khi hai người bạn đến xứ nóng, nơi này toàn những thứ thú vị. Mặt trời chiếu sáng và bầu trời thật lấp lánh. Đây là nhà của tớ. Hãy chọn lấy bông hoa đẹp nhất cho cậu nhé. Ở đây đẹp quá. Chim nhạn đặt Thumbelina trên một bông hoa xinh đẹp. Và ở trong đó cô bé tí hon xinh đẹp Thumbelina rất vui. Ngồi trong bông hoa và quan sát mọi thứ xung quanh, cô bé rất kinh ngạc. Trong bông hoa này có một cậu bé tí hon cũng nhỏ nhắn như cô bé. Cậu bé này là tiên hoa của bông hoa này. Mỗi bông hoa thì có một vị tiên hoa. Cậu bé cao bằng một ngón tay. Cậu có đôi cánh nhỏ trên vai và vươn miệng vàng trên đầu. Đây là lần đầu tiên chàng tiên hoa thấy một cô bé xinh đẹp và cũng nhỏ xíu y như cậu. Tên cậu là gì vậy, cô bé xinh đẹp? Tớ tên là Thumbelina. Tiên hoa lấy vương miệng ra khỏi đầu cậu bé và đặt nó lên đầu của Thumbelina. Nếu cưới ta làm chồng, em sẽ là hoàng hậu của các loài hoa ở đây và em sẽ sống thật hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều nghiệt ngã, trong một khu cảnh tuyệt đẹp như hiện tại, Thumbelina rất vui khi nghe lời đề nghị của chàng tiên hoa điển trai. Chàng tiên hoa nắm lấy tay của Thumbelina và ngay lúc này, đôi cánh xuất hiện trên vai của Thumbelina. Thumbelina trở thành hoàng hậu tiên hoa. Họ cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.